Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 28 tháng 6 của Lucian Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau. Đón tiếp nhà đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hee-uk. Phổ biến việc sử dụng chất xít trong tiến hành công việc trên toàn công ty. Chương trình vô học tiếng Anh, phát triển kỹ năng tiếng Anh cho người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 6 vừa qua, Lucian Vina đã đón tiếp ngài đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hee-uk và các cộng sự đến thăm công ty. Đây là chuyến thăm đầu tiên của đoàn đại sứ quán Hàn Quốc do đích thân ngài đại sứ Lee Hee-uk dẫn đầu. Tại Lucian Vina, ngài đại sứ và đoàn đã được tổng giám đốc và các lãnh đạo tiếp đón trang trọng tại văn phòng chính. Tiếp đoàn, tổng giám đốc Yoon Jong-in đã bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm chân thành của ngài đại sứ dành cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang kinh doanh tại Việt Nam nói chung và Lucian Vina nói riêng. Tại đây, ngài đại sứ và lãnh đạo Lucian Vina đã có cuộc trò chuyện thân mật về thành quả kinh doanh, môi trường đầu tư và nhiều vấn đề khác. Đại sứ Lee Hee-uk bày tỏ mong muốn nhìn thấy các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam và ngài sẽ luôn dõi theo cũng như hỗ trợ tối đa trong phạm vi quyền hạn của mình. Sự phát triển của các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam-Hàn Quốc. Hiện nay, Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia mà Hàn Quốc đầu tư nhiều nhất, đồng thời đang cung cấp việc làm cho hơn 1 triệu người Việt. Và mối quan hệ giao thương giữa hai nước này càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA ký kết vào năm ngoái có hiệu lực. Kiểm tra tiến độ công việc bằng việc sử dụng chất xít từ lâu đã được nhiều nơi áp dụng bởi tính hiệu quả trực quan của nó và gần đây bộ phận MB đã chủ quản phổ biến việc sử dụng chất xít này trong toàn công ty. Với mục đích ngăn chặn phát sinh lỗi do con người gây ra trong quá trình làm việc và bình chuẩn hóa chất lượng đầu ra, MB đã tiến hành đưa ra phương pháp lập bản chất xít để kiểm tra tiến độ công việc và để tất cả các bộ phận có thể hiểu rõ về lợi ích, giá trị sử dụng cũng như áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả. Sáng ngày 13 tháng 6 vừa qua, MB đã tổ chức buổi chia sẻ cho tất cả các trưởng phòng. Theo đó, quy trình và phương pháp áp dụng bao gồm 5 điểm sau. 1. Lập danh sách các công việc. 2. Trong danh sách phải đề cập đến mỗi hoạt động và hạng mục xác nhận, kiểm tra. 3. Lập bản kiểm tra công việc cho mỗi hoạt động. 4. Yêu cầu phê duyệt từ cấp trên. Và 5. Bổ sung thêm hạng mục kiểm tra nếu có trong quá trình phê duyệt. Trước đây, việc thực hiện công việc thường bị bỏ sót, đồng thời gây khá nhiều khó khăn cho người chưa có kinh nghiệm, tốn khá nhiều thời gian để thực hiện và kiểm tra kết quả. Chính vì vậy, MB và Water đã áp dụng thử nghiệm chất xít và đã thu được hiệu quả ngoài mong đợi. Sau buổi chia sẻ, trước hết MB sẽ hướng dẫn cho các bộ phận sản xuất, khối TB và khối design áp dụng phương pháp này. Sau đó sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bộ phận khác để đưa phương pháp này áp dụng rộng rãi tại tất cả các bộ phận trong toàn công ty. Tăng cường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của người lao động là mục tiêu chính mà chương trình vu học tiếng Anh hướng đến và sân chơi này sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng. Chương trình vu học tiếng Anh là một trong hàng loạt các chương trình mà Lucian Vina đã tổ chức nhằm giúp người lao động phát triển kỹ năng ngoại ngữ của mình, đồng thời tạo cơ hội để họ có dịp ngồi lại và chia sẻ cùng nhau. Chương trình này được tổ chức mỗi tháng một lần, bắt đầu từ tối ngày 21 tháng 6 và sẽ kéo dài đến tháng 10 năm 2016 dưới sự chủ trì của bộ phận D&T. Các chủ đề lần lượt của tháng là cấu trúc câu đơn, từ loại, câu ghép, kỹ năng nghe và bí quyết thi TOEIC. Chương trình đầu tiên đã thu hút 46 thành viên đến từ các khối nhà máy. Họ được chia làm 5 nhóm và tranh tài với nhau bằng việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với chủ đề của mỗi tháng. Ở nội dung thi tập thể, mỗi nhóm trải qua 10 câu hỏi trong vòng 7 phút, theo hình thức chọn ngẫu nhiên và có giải thích đáp án. Trong khi đó, ở nội dung thi cá nhân, mỗi người chơi được chọn một gói câu hỏi do ban tổ chức đưa ra để trả lời, với duy nhất một sự trợ giúp từ tư vấn tại chỗ. Kết quả, 7 thành viên của nhóm 3 gồm Đỗ Thị Lệ Thúy, TB, Đinh Tiến Tâm, Tô Minh Trí, Trần Công Hưởng khối design, Nguyễn Tấn Sửu, Nguyễn Đình Khải HR và Phạm Đình Cẩm HRSG đã giành giải nhất. Trong khi đó, anh Nguyễn Bảo FM đã là người xuất sắc vượt qua gói câu hỏi của mình để giành giải thưởng từ ban tổ chức. Chương trình vu học tiếng Anh đã thực sự mang lại một sân chơi bổ ích và giúp người lao động thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời cũng là dịp để họ phát huy khả năng ngoại ngữ, tư duy hùng biện, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Dushan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dushan Vina DVTV V7N48. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dushan Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dushan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.